Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Nhà đẹp Bách Hợp. Trong video lần này thì Bách Hợp xin được chia sẻ với quý vị và các bạn công trình nhà hai tầng mái Nhật theo phong cách hiện đại. Công trình này được chúng tôi thiết kế cho gia đình em Trịnh Thị Tuyến ở xóm 5 Yên Khánh, Ninh Bình. Và đây là cái phối cảnh, các bạn đã nhìn thấy phối cảnh công trình đây. Công trình có chiều rộng là 8m mà công trình này là nằm ngay sát cái đê. Cái đê có cái sông rất là lớn ở đây. Và chỗ này sẽ có một cái gian dốc, cái dốc xuống để đi vào đất nhà bố đẻ của em Tuyến ở đằng này. Và chỗ này có một cái mương tưới tiêu của xóm, của cái thôn đây. Và chúng tôi sẽ diễn họa lại toàn bộ cái phần hiện trạng của ngôi nhà. Đấy, công trình này nằm ở dưới cái đê mà sau này tôn lên cao hơn mặt đê là 30 cm. Cái sân này dốc ra đê này, đây là cái điểm từ sân dốc ra là 30 cm dốc ra đây. Để đảm bảo rằng sau này khi mà cái đê nó người ta đổ thêm lớp nhựa thì cũng không bị ảnh hưởng đến công trình nhà mình, nên là quyết định là sau khi bàn bạc với bên tư vấn thiết kế, chúng tôi đã bàn bạc là với em là làm dốc cho sân ra ngoài này là 30 cm. Đó, đây là hiện trạng của công trình đây. Đấy, làm thế này là cái vườn nhà em, vườn lạc này. Và nó cao từ cái mặt đê này, nó cao hơn cái này là 1m7, và chúng tôi làm cái nền nhà nữa 2m để nó dốc ra ngoài này là 30 cm từ sân dốc ra. Tôi xin mời quý vị và bạn chúng ta quan sát những cái phần phối cảnh nhé. Đây, công trình rất là hiện đại và đẹp, tiết kiệm chi phí. Chúng tôi xây tường rào dưới dạng như kiểu nhà phố, cổng tường rào như nhà phố. Các bạn nhìn thấy là phần tường rào sẽ được đấu trực tiếp vào cái tường của cái ngôi nhà của mình. Đấy, đấu trực tiếp vào. Chỉ có phần mái là được đua ra thôi. Nhà em may mắn là chỗ này là đất của bố đẻ nên là tiếp tục được đua phần mái ra thì công trình nó sẽ đẹp hơn, nó sẽ bay hơn. Và bên này là cái đường vào nhà nên là đua mái ra được, nên là công trình rất là đẹp. Và cái phần tường rào thì được nối vào đây, và phần tường rào được phân mảng so với tường chính, là chúng ta sẽ làm cái phần tường này đấu trực tiếp vào cái cột này, và cột này sẽ được ốp những cái gạch thẻ, những cái gạch này, vân đá này, đấy, màu xám như này, khá là đẹp. Chúng ta hãy cùng quan sát tiếp tục những cái phần phối cảnh. Đây, chúng ta nhìn từ dưới, chúng ta nhìn lên này, công trình rất là đẹp đúng không ạ? Cái mái chúng ta bay hơn, và cái hệ đèn này, cái trần này thì được sơn giả gỗ này, và chúng ta đắp những cái đường chỉ này, chỉ cổ trần này và chỉ ở những cái góc trần này nữa, còn cái đường phào trên này nữa, đường phào của mái này nữa, công trình rất là đẹp đúng không ạ? Chúng ta tất cả các chi tiết ở đây đều là vuông thẳng phẳng, mang cái hơi hướng hiện đại rất đẹp. Tối giản thôi, không có quá cầu kỳ. Đấy, công trình đây là phần mặt tiền chính diện của công trình đây. Phần tường rào thì được xây cũng đồng bộ với cái kiến trúc của nhà chính, là chúng ta sẽ có những cái đường chỉ đây, đường chỉ âm. Chỗ này thì sẽ các bạn có thể tham khảo hệ cổng này nhé. Cổng này là khá là đẹp. Đấy, chúng tôi làm vuông thẳng phẳng ốp gạch thôi, không có quá nhiều cái chi tiết cầu kỳ. Chỗ này có một cái bồn hoa. Đó, chỗ này tường rào làm phẳng như này, và chỗ này sẽ được nối trực tiếp vào cái tường nhà chính, và cái những cột ốp góc này sẽ được ốp nổi ra, làm nổi ra và sử dụng cái gạch màu xám như này. Hay sử dụng ở đây, cái công trình này là sử dụng cái tông màu lạnh và sử dụng hai cái tông màu tương phản với nhau, đó là màu xám và màu trắng như này. Đấy, màu trắng thì là màu trung tính rồi, khá là đẹp đúng không ạ? Các bạn nhìn thấy ở trên này thì sử dụng thêm cái sơn giả gỗ ở trên, và trên này có một bồn hoa nữa. Ở trên này có một cái ban công này, ban công của tầng 2 này, ban công của cái phần trên cái gara ô tô. Lát nữa thì chúng ta sẽ vào chúng ta xem công năng quý vị nhé. Đó, công trình này lúc ban ngày đến nãy thì chúng tôi tăng một cái phối cảnh lúc về đêm để các bạn có thể nhìn rõ hơn. Đứng từ trên cao chúng ta nhìn xuống này, đấy, chúng ta để là một khoảng sân vừa vặn. Chỗ này có một gara ô tô, cái sân này các bạn có thể để được mấy cái xe máy nữa. Đó. Đây, ban công này, công trình khá là đẹp đúng không ạ? Quý vị có lô đất tương tự khoảng 8m thì các bạn có thể tham khảo công trình này nhé. Mặt tiền 8m hoặc là 7m rưỡi các bạn cũng làm được. Xin mời quý vị các bạn chúng ta xem nguồn phối cảnh đây để các bạn nhìn rõ hơn đây. Ở đây là nhà em có một con sông rất là lớn này, sông rất là lớn ở đây. Đấy, chỗ này là có một cái kênh thoát nước xuống. Đấy, các bạn nhìn thấy đây là chúng tôi vẽ lại hiện trạng này. Thì tôi xin được quay zoom bằng cái phần mềm này để các bạn có thể hình dung được.
Đó, đây các bạn nhé. Tức là chỗ này sẽ có một cái giam dốc từ phần này sân này, các bạn đánh dốc ra ngoài này là 30 cm, để sau này D người ta còn đổ nhựa nâng lên một cấp nữa, không ảnh hưởng gì đến cái công trình của mình. Và công trình ở trong này thì được làm cao hơn sân là 3 bậc, là 45 cm, từ mỗi bậc 15 đấy, tam cấp đấy, đúng là rất là đẹp. Và cái cột sảnh ở đây tôi sử dụng cột vuông vức đồng, và tất cả nó đều đều đồng một cái ngôn ngữ với cái cột ở trên này. Cột ở trên này là chúng ta đổ cột và chúng tôi làm cái mái sảnh này hạ cấp xuống để chúng ta sẽ nó không bị chiếm cái đỉnh mái, nó không chiếm cái ban công, để cái view chúng ta nhìn ra ngoài có cái sông này rất là đẹp, nên là cái view này rất là đẹp này. Chỗ này chúng tôi giật vào một khoảng để chúng tôi trồng cây xanh, bởi em Tuyến là một người khá là yêu cây, nên là chúng tôi đã dành cho những không gian để trồng cây. Ở chỗ này ban công các bạn có thể, em có thể để những cái chậu cây ở đây, và các bạn có thể học một cách tham khảo nữa, đó là một là những cái chi tiết ốp ốp gạch ở đây. Chúng ta không xây cột ốp gác nhé, vì nó tốn diện tích. Bởi vì sao ạ? Bởi vì là chúng tôi muốn dành cái diện tích lớn nhất cho cái cửa này, chúng ta để chúng ta để ô tô vào trong đây. Cái cửa này các bạn không nên xây cái cột quá to đấy, chúng tôi chỉ làm cái cột nhỏ thôi, và nó trang trí bằng những chi tiết là ốp ốp màu thôi, ốp gạch khác màu đi để nó nổi bật thôi, chứ không đắp cột. Nếu mà đắp cột vào đây thì nó sẽ tốn diện tích đấy, như là đây là một cái phương án tối ưu quý vị nhé. Và thứ hai quý vị có thể tham khảo cách trang trí nữa, đó là những cái phần phào chỉ đây chúng tôi đắp lùi ra ngoài, và để chúng ta còn hai cái khoảng ở hai bên để ốp gạch để trang trí làm nổi bật thêm cái phần mặt tiền. Đây có một vị trí này, chỗ này có một vị trí tương tự như vậy, chỗ cửa sổ này đó, đúng không ạ? Chúng tôi không đắp cái phào sát ở cửa nữa, mà đắp cái phào lùi ra ngoài để chúng ta ốp thêm cái gạch vào để làm nổi bật lên. Chỗ này cũng vậy. Ngoài ra là những cái ô cửa sổ cầu thang đây, các bạn có thể tham khảo ô cửa sổ cầu thang đây. Chúng tôi đắp một cái phào bằng cái cửa này, bằng diện tích của cửa sổ, và chúng tôi sơn cái màu khác đi một chút đấy, để nó có cái mặt tiền ấy, chúng ta phải có những cái chi tiết trang trí, chứ không có thì nhìn nó rất là đơn điệu. Cầu thang thì chúng ta cũng không nên làm cửa quá là lớn, chúng ta làm những ô cửa nhỏ nhỏ vừa vừa thế này thôi, thì là nó đẹp, nó ánh sáng vừa đủ. Nếu các bạn làm sáng quá thì cầu thang nó lại, các bạn lại nhiều lúc lại phải dùng giải pháp làm rèm che thì nó lại phức tạp ra. Trên này đây sẽ có, đằng sau đấy sẽ có một cái khu phơi, giặt phơi, và cái cửa để xuống nhà bố đẻ dưới này. Cửa này sau này sẽ xây bậc tam cấp đây, chỗ này đây các bạn nhìn thấy khá là đẹp đúng không ạ? Phía sau này thì vừa rồi thì Bách Hợp đang quay một vòng rồi, ở đây các bạn có thể nhìn thấy chúng tôi dựng hình rất là kỹ đây. Chỗ này là có cổng tường rào, và chỗ này sẽ có cái bồn hoa này, bồn hoa sẽ được xây đây, các bạn nhìn thấy này, bằng chỗ kia phần bệ bậc này, và chúng tôi sẽ dành cái khoảng nhỏ để chúng ta xây cái bồn hoa đây để trang trí cho cái phần phòng khách này. Ở ngoài này cũng có bồn hoa, nếu như làm đúng như thiết kế này thì sẽ rất là đẹp quý vị nhé. Và cổng tường rào thì chúng tôi làm ở đây thì phần rất là đơn giản, chỗ này thì có những cái phần sen hoa này, và này sơn màu gỗ hoặc sơn màu trắng cũng được quý vị nhé. Các bạn có thể làm những sắt hộp này, và chúng ta sơn những cái màu nó khác đi khác nhau để làm nổi bật lên thôi mà, đúng không ạ? Phần nền bên trong các bạn có thể sơn màu này, bên ngoài các bạn sơn màu gỗ giống này cũng được, giống như gợi ý của phối cảnh cũng được. Đây là cái biển số nhà. Và vừa rồi thì Bách Hợp đã review cho quý vị các bạn xem rất là kỹ rồi đúng không ạ? Ở đây thì khi mà chúng tôi bỏ hết đi thì còn mỗi mô hình không, thì các bạn sẽ nhìn dễ hơn như này. Đó. Mái này được giật này, ba cái cấp mái phía trước để tạo một cái hiệu ứng đẹp đúng không? Nó thu hút những cái anh nhìn vào, nó có những cái độ phản xạ khác nhau, có những cái độ sâu khác nhau, thì nó công trình nó sẽ được đẹp hơn, thu hút hơn. Và cái cột ở này các bạn nhé, cột sảnh ở đây các bạn, chúng tôi không không làm cột đâu, chúng tôi chỉ xây tường, các bạn nhìn thấy đây này, đấy, những cái cột này là xây bằng tường. Sau đó thì chúng tôi kẻ chỉ và đắp những cái chỉ để làm cái cột. Chỗ này là sẽ tường tường góc các bạn nhé, tường xây dạng góc, không phải cột vuông đâu. Tối ưu diện tích sử dụng cái ban công là nó vừa đẹp, chứ không làm cái cột to để nó chiếm diện tích của ban công. Đây cái này cái tường có 200 thôi. Đấy, chiều rộng 200 và chiều sâu và dày có 200, và chiều rộng của nó là 50 cm. Đấy.
cổ trần thì các bạn có thể tham khảo cách trang trí cổ trần như thế này các bạn nhé. Đây, chỗ này những cái phào góc này để nó phân cái cổ ở góc này. Đây các bạn đắp một cái chỉ ở dưới để các bạn sơn màu khác để nó phân mảng phân màu. Rồi xin mời quý vị các bạn chúng ta hãy vào phần bên trong để xem phần công năng nhé. Phần công năng của công trình. Đây ạ. Tầng 1 công trình đây, một cổng vào bên này các bạn nhé. Thì vâng, là Hợp xin giới thiệu với các bạn cái phần công năng của công trình. Công năng của công trình các bạn nhìn thấy đây là phần cổng này. Các đi vào là phần cổng, khi mở vào là thẳng đó là một cái gara. Đây là công trình khá là hợp lý với rất nhiều nhà đấy các bạn, bởi vì có gara để xe và cái diện tích nó là tối ưu diện tích sân nó vừa nhỏ thôi nhưng mà lại sử dụng được hết. Phần sảnh chúng ta cũng không quá rộng, từ này ra 1m9 là một phòng khách là vừa phải, bởi vì em cũng không cần phòng khách rộng quá, là đây là 17 mét vuông. Tiếp theo là cầu thang làm 21 bậc đi lên. Tiếp theo đó là phần bếp, bếp thì nằm ngay giáp với cầu thang, ngăn cách phòng khách với bếp là cái cầu thang này. Đây là bếp và phòng ăn. Bếp làm dưới dạng hình chữ L, đây là tủ lạnh để đây. Tiếp theo là chậu rửa này, đến bếp nấu này và bếp nấu xong chuyển đến bàn ăn. Đấy mày, đấy là cái sơ đồ dây chuyền khép kín trong cái kiến trúc để tiết kiệm tối đa cái diện tích, cái thời gian cho cái người đứng nấu ăn, đứng bếp. Công trình này có chiều rộng là 8 mét, chiều sâu của công trình. Đây các bạn, nếu mà tính cái phần nhà chính á, chưa tính phần sân ấy, là 10, nhà chính chúng ta là 12m7. Các bạn nhìn thấy từ trục 8 này, đến cái trục 3, đến trục sảnh này luôn nhé, cột sảnh này 12m7, chưa đến 13m. Phần sân ở đây là chỗ bên này, chỗ phần lồi này ra đến còn 3m9, 3m09 phân, còn chỗ này là 4m09 đó. Và chiều rộng của công trình, chiều sâu của toàn thể của nhà này, của lô đất này là đây, tính hết phần nhà chính của chúng ta là 18m9, tức là gần 19m, bao gồm cả sân này, cổng tường rào sân và phần khu phụ phía sau. Đó, đây là mặt bằng tầng 1. Phòng ngủ đây. Tiếp theo là tầng 1 có một không gian nữa là một phòng ngủ. Phòng ngủ là khá là rộng, 17,5 mét vuông. Đây có tủ quần áo này, có cái ghế thư giãn này, bàn học này, bàn làm việc với bàn trang điểm này. Giường nghe đây, và hai bên hai giường là sẽ có hai cái cửa sổ đơn. Đó, phòng để xe có một cái cửa sổ đôi. Đó. Phòng tắm và ăn, phòng tắm và phòng WC sẽ được để xuống cuối cùng của lô đất, khu phơi, toàn bộ khu sân ướt này, khu phụ này được để xuống cuối cùng và lợp tôn để tiết kiệm cái chi phí. Đó, đây các bạn nhìn thấy phòng tắm tách riêng, phòng tắm này, sau đến phòng WC để ở ngoài cùng đây. Đó, máy giặt thì để ở đây. Chỗ này có một cái sân ướt này. Sau đó có một cái cửa để xuống nhà bố này, bố đẻ này. Chỗ này sẽ có những cái vách làm bằng sen hoa sắt để thoáng cho khu vực phơi và giặt và sân ướt. Đấy, thì khu vực sân ướt này là gần bếp như vậy là rất là tiện. Chúng ta sẽ có những cái đồ tươi sống chúng ta sẽ sơ chế ngoài này, không bẩn đúng không ạ? Có sân là vừa phơi vừa làm sân ướt như này, đúng không? Và có cái cửa ra thoát hậu ra phía sau, khá là đẹp công trình này. Công năng tầng 1 tôi thấy như này là tối ưu rồi, quý vị ạ. Phần tầng 2 của công trình thì các bạn có thể tham khảo nhé. Còn tầng 2 của chúng ta là em Tuyến em cần là 3 phòng ngủ. Thì công trình này tổng là sẽ có 4 phòng ngủ quý vị nhé. Tầng 2 của chúng ta đây là 3 phòng ngủ, tầng 1 1 phòng ngủ nữa là 4 phòng ngủ tất cả. Đó. Thì các bạn để hợp chỉnh lại kích thước một chút cho nó rõ ra. Đấy. Đây chiều sâu là 12,7, chiều rộng là 8 mét này. Và đây sẽ có khi cầu thang 21 bậc đi lên, các bạn sẽ có vào phòng ngủ số 2. Phòng ngủ số 2 là phòng ngủ trên cái bếp đấy. Chỗ này sẽ có ban công. Ban công. Ở đây thì chúng ta sẽ dọn cái bếp nấu, nó sẽ nằm ở chỗ này này các bạn.
nó sẽ không không ảnh hưởng đến cái giường này, bởi thực ra cái phòng ngủ này sẽ là ít khi dùng, cái phòng này có thể dành cho khách ít khi dùng mà cần một cái ban công, và chỗ cái bếp này nó cũng không không trực tiếp cái giường này nên nó cũng không bị ảnh hưởng. Còn có thể các bạn nên muốn tránh ra thì các bạn đặt cái giường lùi ra đây, nhưng mà kê như vậy thì nội thất nó không được đẹp lắm, còn kê như này thì nội thất của cái phòng này nó sẽ đẹp hơn. Phòng ngủ số 3 của chúng ta là toàn bộ nhà vệ sinh trên này, phòng ngủ trên này sẽ chung nhau một cái nhà vệ sinh, và phòng ngủ số 3 chúng ta sẽ làm thêm một cái cửa này, bởi vì phòng ngủ này rất hay dùng. Nhà em thì có hai người con trai và hai người con trai tạm thời sẽ ở phòng này và sẽ mở tạm thời để mở cái cửa ở đây để dùng đấy, còn cái các phòng ngủ này sẽ ít khi dùng đấy, bởi vì cái phòng ngủ này là hai con trai ở đây, phòng thờ đây. Thì các phòng ngủ sao, cái cửa chúng ta đi lên này, cầu thang đi lên cái cửa này nó không ảnh hưởng đến cái có cái bế thang này, nó không ảnh hưởng đến cái cửa này các bạn nhé, nó không lao vào cửa nên là tránh ra, chúng tôi đã đặt cửa đây để tránh ra. Thứ hai nữa là cửa này nó cũng chiếu bức tường này nó không bị ảnh hưởng. Chỗ này là cái cửa nhà vệ sinh được khéo léo giấu kín đi, và chỗ này có cái cửa thông gió lấy sáng cho toàn bộ khu vực hành lang. Đấy, chỗ này cũng toàn bộ các phòng đều sáng hết, và cầu thang, ngoài ra cầu thang có những cái ô kính nhỏ nhỏ lúc nãy tôi giới thiệu đấy để chiếu sáng cho cầu thang, nên tất cả các không gian đều được chiếu sáng, kể cả cầu thang được rất là sáng, ban ngày gần như không cần phải bật điện bất cứ cái không gian nào. Phòng thờ thì diện tích vừa đủ, có diện tích là 8,5 m², nhỏ nhỏ thôi, cũng không phải quá là rộng. Chỗ này có cái hành lang và đi ra cái cửa này á là mở lệch ra, là không phải mở chính giữa. Chính giữa đây là sẽ là có cửa sổ đấy, chỗ này sẽ giật lại một khoảng nhỏ để bồn hoa, và nó làm cho cái mái chúng ta đẹp hơn, cái mái chúng ta lợp nó lệch vào và nó sẽ đẹp hơn, đúng không ạ? Đây nãy Hợp giới thiệu với các bạn đấy, đây là cái phần cái cột sảnh của chúng ta thì sẽ làm là xây thôi các bạn, xây thế này và làm cột sảnh giả thôi đó. Bên ngoài chúng ta sẽ đắp chỉ và đắp mà vào và chỉ âm thì nhìn rất là đẹp, nhưng bên trong thì chúng ta không phải xây cột to chiếm diện tích, bởi vì nó sẽ nó chỉ bằng cái diện tích cái tường thôi, mà chỉ có hai tường, các bạn xây tường 20 thôi, và các bạn làm lan can ở đây để tối ưu cái diện tích của cái lan can này. Đây cũng có một cái ban công, như vậy là phòng ngủ, hai phòng ngủ có ban công khá đẹp, chỉ mỗi phòng ngủ này là không được làm ban công đua sang cái đất bên này nữa, là nó nếu mà đua sang nó phải ở 1,2 m thì nó sẽ chiếm diện tích, nên là không làm ban công, chỉ làm ban công hai phòng này thôi. Như vậy Hợp vừa giới thiệu toàn bộ phần công năng, còn đây là cái bộ hồ sơ các bạn nhé, bộ hồ sơ của chúng tôi thì rất là chi tiết. Đấy. Từ cứ một một bản vẽ 2D sẽ có những bản vẽ 3D như thế này, đó, rất là chi tiết đấy. Ngoài ra thì Hợp xin giới thiệu là các bạn nhà nhà em Tuyến em làm thêm một cái chỗ này, cái nhà vệ sinh này có cái gác xép để trèo lên thang máy nhé các bạn nhé. Đấy. Hồ sơ chúng tôi rất đầy đủ đây, chỗ này sẽ có gác xép để trèo lên thang máy và để test nước ở bên trên đấy, thì chúng ta cũng bắt buộc phải ta phải có gác xép, bởi vì mỗi lần mà test nước nó có vấn đề gì chúng ta sẽ phải lên đấy chúng ta sửa chữa. Chỗ này là cái nhà vệ sinh đây, ở vệ sinh tầng 1 này, vệ sinh tầng 2 có gác xép đây, và từ cái gác xép này cao 2,5 m vậy nhé. Cái cầu thang tôi làm 21 bậc, và chỗ này là có những cái hệ lam này, hệ lam của cầu thang. Đấy, chi tiết cột cửa đây, từ 2D có 3D chi tiết như này quý vị nhé. Đấy, cái cổng này chúng tôi cũng làm chi tiết cho em. Vâng, phần kết cấu thì chúng tôi cũng kết cấu công trình này là ở D, và kết cấu nó khá là yếu nên gia đình là đã dùng phương án là phương án móng bè. Đấy. Giới thiệu các bạn là cái móng bè tức là gì, móng bè tức là chúng ta sẽ đổ phần sàn, toàn bộ phần sàn của móng luôn, giống như mái vậy các bạn, đổ một cái sàn nữa ở dưới móng. Đây phần chi tiết móng này, chi tiết mái, chi tiết cột đầy đủ hết, chi tiết dầm sàn. Xin giới thiệu qua thôi phần kết cấu thôi, bởi vì sẽ không làm mất thời gian của mọi người nữa. Đây, phần mái này, rồi chúng tôi sẽ thống kê tổng hợp cốt thép toàn bộ công trình cho gia đình để gia đình lấy theo đó. Đây, toàn bộ phần móng này chúng tôi tổng hợp riêng này, toàn bộ phần thân riêng này, và thép toàn bộ công trình đó thì các bạn lấy theo giai đoạn thi công. Tiếp theo là thép của mái, để phần mái tức là hệ vì kèo sắt hộp đấy,
Phần điện nước thì chúng tôi cũng tổng hợp toàn bộ các vật tư điện và vật tư nước. Đó, phần điện nước này. Và toàn bộ các thiết bị về khai vật liệu của điện này. Đó, chúng tôi thống kê ra như này. Và nước cũng như vậy các bạn nhé. Vâng, xin cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video. Và xin các bạn thấy là video hay thì các bạn hãy cho Bách Hợp một like cũng như một chia sẻ. Các bạn hãy nhấn vào quả chuông để mỗi khi Bách Hợp ra một cái video mới thì các bạn sẽ là những người đầu tiên theo dõi video. Và xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video lần sau ạ.